Xét xử vụ đầu độc trà sữa ở Thái Bình, anh rể khai nhận đã đi nhà nghỉ 5 lần với em họ, sau 9 tháng muốn chấm dứt vì biết sai trái. Đem lòng yêu anh rể, Trang đã bơm Yanira vào trà sữa hồng đầu độc chị họ, nhưng vô tình khiến một người lạ tử vong. Sáng ngày 17 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành xét xử đối tượng về hành vi giết người. Tiếp tục cập nhật, 10 giờ, bị cáo Lại Thị Kiều Trang xin lỗi gia đình nạn nhân trước tòa. Em xin lỗi anh và gia đình nhà chị rất nhiều, chỉ vì sự không hiểu biết của em mà gây hậu quả thế này. Trước hội đồng xét xử, bị cáo Trang chấp nhận bồi thường các khoản tổn thất cho gia đình nạn nhân. 9 giờ 55 phút, hội đồng xét xử tiếp tục đặt câu hỏi, tại sao bị cáo không tìm chất độc khác lại tìm chất độc Yanira? Bị cáo Trang khai nhận, bị cáo lên mạng tìm chất để tự tử thì thấy chất này trên đầu, nên bị cáo mua về tự tử. Lúc người ta bán hàng người ta cũng bảo đây là chất độc phải cẩn thận. Hội đồng xét xử tiếp tục đặt câu hỏi, khi biết người chết không phải là chị Yến mà là chị Hát thì bị cáo nghĩ thế nào? Bị cáo Trang cho rằng, bản thân cảm thấy may mắn cho chị Yến vì chị ấy không bị làm sao. Bị cáo nghĩ thế nào mà quan hệ với anh rể, do anh rể lôi kéo hay do bị cáo? Bị cáo Trang trả lời trước tòa, do cả hai. 9 giờ 50 phút, hội đồng xét xử hỏi bị cáo có biết liều lượng bao nhiêu Yanira là gây chết người không? Tại sao bị cáo lại bơm vào 4 cốc trà sữa? Bị cáo có nghĩ đến hậu quả không? Bị cáo Lại Thị Kiều Trang trả lời trước tòa, bị cáo bơm hết 1 lít Yanira vào 4 cốc trà sữa. Bị cáo chỉ biết cái này uống vào sẽ tử vong từ 5 đến 10 phút sau đó. Bị cáo chỉ nghĩ bị cáo gửi cho chị Yến uống, lúc đó bị cáo không nghĩ đến hậu quả. Đến ngày hôm sau thì hối hận và may vì chị Yến không bị làm sao. 9 giờ 30 phút, trước hội đồng xét xử, anh Quờ, anh rể bị cáo Lại Thị Kiều Trang, khai nhận đã đi nhà nghỉ 5 lần với bị cáo Lại Thị Kiều Trang ở tỉnh Thái Bình và Nam Định. Đến đầu tháng 10 thì tôi quyết định muốn chấm dứt mối quan hệ này, vì biết thế là sai trái, khi chấm dứt thì bị cáo Trang xin cái áo làm kỷ niệm. Tôi không ngờ rằng bị cáo lại làm vậy, trong quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội không biết gì và cũng không thấy có biểu hiện gì, anh Quờ khai trước tòa. 9 giờ 25 phút, đại diện bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản mai táng phí, các khoản về tổn thất tinh thần của người thân và các con của nạn nhân. Sau khi vợ tôi mất, chỗ công an có giao cho gia đình tôi là 110 triệu tiền bồi thường của gia đình bị cáo. Về tiền tổn thất tinh thần, thì giờ tôi yêu cầu bồi thường ở mức cao nhất theo quy định cho người thân của vợ tôi và gia đình tôi, chồng nạn nhân tử vong nói trước tòa. 9 giờ 20 phút, trả lời trước hội đồng xét xử, chị Yến cho biết trước đó không nghi ngờ gì về việc chồng mình ngoại tình, sau khi bị cáo bị bắt thì mới biết sự thật. Trước hội đồng xét xử, chị Yến không yêu cầu bị cáo bồi thường gì. 9 giờ 15 phút, hội đồng xét xử đặt câu hỏi, thời điểm bị cáo mang trà sữa có độc đến bệnh viện, bị cáo có nghĩ đến những người khác khi uống phải trà sữa của bị cáo sẽ thế nào không? Còn họ sẽ ra sao không? Bị cáo Lại Thị Kiều Trang trả lời, lúc đó bị cáo không nghĩ được gì cả. 8 giờ 56 phút, hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Lại Thị Kiều Trang trình bày hành vi phạm tội của mình trước tòa. Bị cáo Lại Thị Kiều Trang khai nhận bản thân lên mạng Internet và phát hiện Yanira là chất độc nên muốn mua để tự tử. Bị cáo đặt mua Yanira trên mạng rồi nhận được 2 chai vỏ trong suốt có giấy bọc. Bị cáo khai nhận có quan hệ yêu đương với anh rể do thấy anh rể yêu thương chăm sóc vợ nên bị cáo ghen. Bị cáo đổ Yanira vào được 4 cốc thì hết. Sau khi gửi được túi trà sữa và túi quýt đến bệnh viện xong thì bị cáo quay về nhà. Sau khi nghe tin có người tử vong ở bệnh viện thì không biết nạn nhân chết vì lý do gì, chỉ biết là đột tử, bị cáo Trang khai nhận trước tòa. 8 giờ 25 phút, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đọc lại cáo trạng vụ án trước tòa. 8 giờ 20 phút, hội đồng xét xử xét hỏi nhân thân của bị cáo Lại Thị Kiều Trang, đọc quyền và nghĩa vụ của bị cáo trước tòa. 8 giờ 15 phút, hội đồng xét xử đọc tuyên bố khai mạc phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lại Thị Kiều Trang về tội giết người. 8 giờ 0 phút, lực lượng chức năng đã đưa bị cáo Lại Thị Kiều Trang đến trước tòa để chuẩn bị cho buổi xét xử. Bước xuống xe, bị cáo Trang cúi gằm mặt rồi đưa tay lên che mặt. Bị cáo Trang cúi đầu khi bị áp giải vào trong phòng xét xử. 7 giờ 40 phút, người thân nạn nhân NTH và người thân bị cáo Lại Thị Kiều Trang đã đến tòa án để chuẩn bị các thủ tục cho buổi xét xử. Những người thân nạn nhân ôm di ảnh khóc nghẹn, bày tỏ niềm đau đớn trước giờ xét xử. Nhiều người khác là người nhà nạn nhân, người nhà bị cáo cũng đã có mặt. Sáng ngày 17 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên sơ thẩm xét xử Lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, về hành vi giết người. Trước đó, ngày 19 tháng 6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TAND tỉnh Thái Bình đã quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người trên do bị cáo Lại Thị Kiều Trang vắng mặt vì sức khỏe yếu.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, Trang là em họ chị DTHI, có chồng là anh DVQ. Từ tháng 1 năm 2019, nghĩa Trang và anh Quờ nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 10 năm 2019, anh Quờ muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán. Đến khoảng đầu tháng 11 năm 2019, Trang đã tìm mua Nitrogenua trên mạng để tự tử. Nhưng do ghen với chị DTHI nên Trang đã nảy sinh ý định giết chị. Lúc này do biết chị hay uống trà sữa nên ngày 2 tháng 12 năm 2019, Trang đã mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tim bơm chất độc này vào 4 cốc thì hết chất độc. Sau đó, đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người gửi toàn bộ trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình Nhã là người nhà bệnh nhân gửi cho chị để cảm ơn. Do chị không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị. Khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 12, nạn nhân là chị NTH đã uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến cho chị dẫn đến tử vong sau đó. Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố điều tra vụ việc. Đến ngày 27 tháng 12, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang. Ngày 29 tháng 12, hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ. Ngày 31 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc và cái chết của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi đã phát hiện thấy chất độc Yanua trong phủ tạng nạn nhân nữ cán bộ điều dưỡng. Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 3 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người